Oi. Good evening. How are you today? Cô à, đen đấy. How are you today? Một tư. Lục cặp. Anh đi ngoài lục cặp bao giờ của em. How Sắp are đi đâu? you? Tôi không giờ đang hỏi bao nhiêu. How are À, phải. you? Được không? You're good. Học Rồi, hôm trước thì mình đã học tới đây rồi nè. Này con. Đây, look at this picture. Look at this picture. Can you see this picture? Rồi, nghe cô hỏi nè. Con có thấy bức hình cô đang chia sẻ không nhỉ? Rồi, tell me, what can you Oh. see? Kể cô nghe thử là trong bức hình này con thấy được những cái gì nhỉ? What can you see in this picture? Con được cô là Armchair. Okay. What else? bookcase Bookcase. sorry. Good. What? Sorry, I can't hear. Ba là à. À, cái gì con nhà cô không nghe rõ. Trẻ. Con đang nói cái nào nhỉ? Desk. Ba. À, this, à, this is desk. Trẻ. Số 3 là cái ghế là cái gì? Số 3 là cái ghế mà cô con bảo cái ghế mà. À, cái ghế, this is chair. Cái Okay, đâu bà? I'm sorry. This is chair, okay. Anything else? Bốn là cái tủ là tủ là dạ couple Ah, this cupboard. Tôi phải mất đi rồi, mất đi cả bút rồi. năm là this À, this is desk. sáu là doors À, door. Good. bảy là phone tám This là piano is piano. chín là picture Ah, there's a picture. Okay. mười là TV This television, right? mười một là cái tấm thảm xuống rose Ah, this rock. rose rose mười số ngày 20 là middle It's window. Okay. Look at the picture and tell me, is the boy watching television? Yes or no? Yes or no? dạ cô Look at the boy.
Look at the boy, okay. Tell me, is the boy watching television? Yes or no? Ah, this boy. Is the boy watching television? Yes or no? Television. No. Ah, no. Okay. Is the door open? Yes or no? Is the door open? Yes or no? Ah, no. Okay. Is the boy wearing socks? Yes or no? Is the boy wearing socks? Ah, yes or no? Yes. Is the robot sitting down? Yes or no? Robot, có robot Is the robot? This is a robot. Sitting down. Sitting down. Yes or no? Yes. Is the boy playing the piano? Yes or no? Ah, the boy, chàng trai, playing the piano. Ah, no. What's in the bookcase? What's in the bookcase? Cái gì ở trên kệ sách con nhỉ? Tổn. Ah, this phone. Okay. Who owns the bag? Who owns the bed? Father. Sorry, The it's the boy. The boy is on the bed. Good. boy. And tell me, who's looking at the computer? Computer. Who is looking at the computer? This is a computer. Nghe gì cô? Look là nhìn. Rồi, ai đang nhìn vào cái này con nhỉ? Computer. Ai đang nhìn vào cái máy tính con nhỉ? It's robot, right? Okay, say again. Who is looking at the computer? Rồi, nhìn đây này con. Cô đang chỉ cái từ nè. Looking at là nhìn vào. Ai đang nhìn vào cái máy tính nhỉ? Robot rồi. Nhớ nha. Look. Look có nghĩa là nhìn. Look at là nhìn vào. Được chưa con? Okay, in this part, you will listen and color the picture. Do you want color? Con có muốn tô màu không? Dạ. Con có thích tô màu Không. không? Không thích hả? Rồi, nhưng mà ở phần này á, sẽ yêu cầu bạn Đức Anh là nghe và tô màu, nghe được những gì và tô màu vào cái bức hình đó. Được chưa nào? Rồi. Nghe thử là người ta nói, ví dụ như ở câu số 1 đi, người ta nói về cái ghế này đi, người ta nói là cái ghế này tô màu gì, thì con sẽ dùng bút này nè. Chọn vào những cái màu mà người ta nói á, xong rồi sẽ tô vào cái ghế này, được chưa con?
Do you get it? Yes. Ah, okay, let's listen. 19B. What's in your bedroom? Look at the picture. Listen and colour. One. Look, here's a picture of a bedroom. Do you want to color it? Yes, please. Can you see the computer? Yes. Color it green, please. Okay. Do you see computer? Do you see computer? Green. Ah, color it green, please. Color is green. Let's color. There. Two. Now, can you see the phone? Yes, I can. Can you color that for me, too? What color? Color the phone pink. Three. Okay, color the phone. What color is the phone? Do you see a phone? Gray is the phone. Color is pink. Color the phone is pink, please. Okay, very good. There is a television in this bedroom, too. Yes, I know. Can you color it purple, please? What a funny color for a TV. Okay. Let's color. Hello, dear. Color the television. Tell me what color is the television? Color the television. Color is purple. Make it purple, please. Okay, listen again. There is a television in pink. Three. There is a television in this bedroom, too. Yes, I know. Can you color it purple, please? What a funny color for a TV. Okay. It's a funny color for the TV. Purple. Ah, it's purple. Color it. TV. Television. Yes, color it purple. Màn hình màu tím. It's funny. Okay. Okay. Four. Tắt.
Now, find the bookcase. Oh, yes! I can see it. It's a big bookcase. Yes, it is. Can I color it blue? Yes, you can. Thank you. Okay, look at the bookcase. Blue, đúng không cô? Yes, it's blue. Đậm hay là nhạt? Đậm hay là nhạt hay là bình thường? Con thích tô màu gì cũng được, người ta không có nói đậm hay nhạt gì hết á. Chỉ cần là it's Tô blue. Cái gì nhỉ cô? Tô vào cái kệ sách con, không phải quyển sách nha. Người ta nói là kệ sách bookcase. Okay, is it big or small? Trong cái bài nghe thì người ta nói cái kệ sách như thế nào con? Big or small? This is a big bookcase, right? Cái kệ sách này thì nó to hay là nó nhỏ vậy? Is it big or small? No, but trong cái audio này thì mình nghe được là cái bookcase người ta nói là to hay nhỏ con nhỉ? Mình nghe lại thử. Nghe lại thử là người ta nói to hay nhỏ nha. Big or small? Oh yes, I can see it. It's a big bookcase. Big. It's a big or small? To mà cô. Is it big, right? Người ta nói nó to hay nhỏ con nhỉ? To. Ace. Yes, it is. Can I color it blue? Yes, you can. Thank you. 5. Now, find the armchair. Oh, yes. I can see it. Good. Let's color that yellow. Oh, great! That's my favorite color. I like that color too. Well done. To see his favorite color. That color. Color the armchair, not chair. Color the armchair, color it yellow. Armchair, not chair. Okay. It's yellow. Make it yellow, not brown. Can you hear? Người ta bảo là tô cái gì con nhỉ? Con nghe được là cái từ gì nhỉ? Armchair. Dizzy chair, dizzy armchair. Cái này thì mình mới gọi là armchair này con. Còn cái này thì mình chỉ gọi là chair thôi. Color the armchair, not chair. Okay, listen again. 19B. Bookcase. Yes, it is. Can I color it blue? Yes, you can.
Thank you. 5. Now, find the armchair. Oh, yes. I can see it. Good. Let's color that yellow. Oh, great! That's my favorite color. I like that color, too. Well done. Okay, this is the armchair and this is the chair. May I share? Rồi, cô có một cái phần ngữ pháp này con. Ví dụ, ngữ pháp. Rồi, cô có ví dụ nè. Cô muốn nói là một cái gương lớn màu nâu. Một cái gương lớn màu nâu, được chưa nè? Rồi, nhưng mà mình để sắp xếp cái tính từ như thế nào cho hợp lý nè. Trong tiếng Anh á, người ta sẽ đầu tiên á con, người ta sẽ nói về kích thước. Kích thước ví dụ như là big, small, tiny or large. Đúng rồi. Nói về kích thước đầu tiên, kích thước ví dụ như là big có nghĩa là big. To. À, to rồi, trái nghĩa với big cô sẽ có từ small. Nhỏ. À, nhỏ, đúng rồi. Tiny là rất là nhỏ luôn. Là, đúng rồi. Nó nhỏ, small đã nhỏ rồi, tiny sẽ là nhỏ hơn nữa đó con. Hoặc là large, có nghĩa là rất là rộng lớn. Được chưa nè? Rồi, đây, đây, đầu tiên là nói về kích thước, được rồi. Tiếp theo người ta sẽ nói về màu sắc. Kích thước xong rồi mới nói tới màu sắc. Ví dụ như là nó có màu gì nhỉ? Black, yellow, pink or blue. Tiếp đến mới là danh từ mirror. Là một danh từ, cái gương là một danh từ. Được chưa con? Rồi, ví dụ như là cô có ví dụ như là nói về cái bàn. Nó nhỏ và nó có màu xanh. Thì cô sẽ nói như thế nào nhỉ? Một chiếc bàn màu xanh nhỏ. For example. We will talk the first one. We will talk about size. The second one, lần thứ hai thì mình sẽ nói về màu sắc. Sau đó thì mới tới danh từ của nó này con. Rồi, cô cho thêm một cái ví dụ nữa nha. Cô muốn nói về cái chiếc bàn nhỏ màu xanh. Chiếc bàn nhỏ màu xanh, được chưa nè? Thì cô sẽ là, trong tiếng Anh thì mình sẽ đặt cái kích thước nó lên trước. A small green table. Ok. Rồi, bạn Đức Anh hiểu chưa nè? Rồi, bây giờ cô muốn con cho cô một ví dụ nói về một chiếc tủ lớn màu đen. Nè. Chiếc tủ lớn màu đen. À, cupboard. À, lớn thì mình sẽ, đầu tiên thì mình sẽ nói về kích thước, thì mình sẽ nói từ gì trước con nhỉ? À, big. What? Cupboard. À, cupboard. Ok, rồi, cô muốn nói về một chiếc bánh ạ. Cupcake. Một chiếc bánh nhỏ màu hồng. Một chiếc bánh nhỏ màu hồng. Một chiếc bánh cupcake nhỏ thôi. Cheese. Pink.
Okay. Đầu tiên phải là nói về kích thước của nó trước, còn xong rồi mới tới màu sắc, rồi mới tới danh từ. Ô, con đọc thế rồi. Con đọc chữ nào? Chữ này thì mình sẽ đọc như thế nào nhỉ? Is Small. it? Small. Tới màu sắc là pink. Okay. Okay. Rồi, ví dụ như là cô muốn đầu tiên what's in your bedroom? What's in your bedroom? Câu hỏi của cô là gì nhỉ? Trong phòng con có những cái gì? Cô có một cái mẫu để mình trả lời nè. Đầu tiên thì nói cho cô nè, in my bedroom, trong phòng của tôi. There is là có. Có một cái gì, màu gì? Đầu tiên là nói về kích thước được chưa con? Sau đó thì miêu tả đến màu sắc và cuối cùng là cái đồ vật đó, được chưa nè? Yêu cầu cái bài nói này của cô đó. What's in your bedroom? Không nhớ Đầu tiên thì sẽ là mình say in my bedroom. Nếu mà cô hỏi con là trong phòng của con có cái gì thì đầu tiên nè, con nói cái này nè con. In my bedroom. Đầu tiên mình nói về cánh cửa đi. This is a door. What color is it? What color is the door? Đô. Con vừa viết chúng tên con là đô đấy. What color is the door in your bedroom? What's in your bedroom? Con phải đi học không phải đó. Trong phòng của con thì có gì nhỉ? Mẹ đâu? Mẹ chưa Trả lời theo cái mẫu này của cô này con. Con Đầu. không nhớ. Rồi bây giờ cô gợi ý nha, nếu mình nói về cái cửa đi, cái cửa lớn của cái phòng á, cái cửa để ra vào cái phòng á thì cô có từ door. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ nói về kích thước của nó. It's small or big? Small. It's small. And what color is Brown. it? Không There is a... Rồi, nghe cô nói nè và bắt chước lại theo cô nha. There is a small brown door. Okay. Small brown door. Okay. Rồi mình luyện tập nói thử nè con. What's in your bedroom? What's in your bedroom? What's in your Bookcase. Sorry, I can't hear you clearly. Cô nghe không rõ nhỉ? Rồi, nếu mà cô hỏi con nè, cái câu hỏi của cô là con hiểu nè. What là cái gì? Cái gì ở trong phòng ngủ của bạn?
You will answer me. In my bedroom, there is a small brown dog. Rồi mình luyện tập nói cái câu này nè con. Đọc cái câu này nè. Con đọc lại đi. In my bedroom, there's a small brown dog. Rồi, bây giờ cô muốn nói là trong phòng của con có một cái bàn học. Một cái bàn desk. Rồi, miêu tả nó thì nó như thế nào nhỉ? Bàn con hay bàn nhỏ cô? Bàn của con mà. Cái bàn. Con thấy nó to hay là nó nhỏ nhỉ? It's small. What color? Con là màu yellow. What color? Yellow. It's yellow. Okay, answer me. Say, in my bedroom, there is a small yellow desk. Luyện tập nói theo cô nè con. Cô hỏi con là what's in your bedroom? Con sẽ trả lời lại là in my bedroom, there is a... Trong phòng của tôi thì có gì nhỉ? Small yellow desk. Okay. Sorry, can you hear me? Câu này nè con. Câu này nè. In my bedroom there is a iPhone. A what? We talk about desk. What color is it? Talk about your desk. Desk. More. More. Skirt. More. Yellow. Desk. Small yellow desk. More yellow desk. Yeah. We talk about your bed. More. Yes. Talk about your bed. Is it big or small? Small. Yellow. Is it large? Nó có rộng không con? More. But what color is your bed? Yellow. Your bed is yellow too. Cái giường của con cũng màu vàng luôn hả? Cái giường của con ấy. Vâng ạ. Okay, make right and side two homeworks. Rồi, cô có một ví dụ này con. Rồi, con thấy không? This is cup. This is cup. Okay. Cup. Con nhìn cái bức hình này, con thấy cup có nghĩa là gì nhỉ? Cái cup. Cup là một cái ly được chưa nào? Một cái ly nhỏ này con. Đó. This is cup. This is board. Hi. Cái
cái từ cup á, có nghĩa là cái ly nhỏ, còn board có nghĩa là cái bảng. Nhưng mà khi mình kết hợp lại từ cup với từ board thì sẽ ra thành Cooper. Ah, cupboard. Okay, dizzy arm, dizzy arm, and dizzy chair. And what is it? Armchair. Ah, dizzy armchair. Cup thì mình sẽ là a cupboard. Nhưng mà armchair thì mình sẽ dùng là an armchair. Ví dụ như cô muốn nói là một cái tủ thì cô sẽ dùng mạo từ a. Nhưng mà một cái ghế thì cô không dùng a nữa mà sẽ là an. Được chưa con? Danh từ. Con đọc danh từ. Đúng rồi. Armchair. Tất cả đều là danh từ cả. Một quyết để. Okay, look at this picture. Look at this picture. What is it? Cô biết thế nào để phân biệt a ơ với ân rồi đấy cô? À, phân biệt như thế nào nhỉ? Can you tell me? Cái từ uể oải nhưng mà không có dấu ấy. À, đúng Các rồi. Chữ ở trong đó Đúng đều rồi. là danh từ có thể ghép với chữ ân. Đúng rồi còn. Còn những cái